Em nói bánh canh ơi, ba đè con biết ba không, mở mắt cho ba đi, thì con em nó mới buông tay từ từ ra. Và lúc đó nó không còn biết gì nữa, và lúc đó là nó chết rồi đó. Mà nhưng mà tại vì bóp bong bóng đặng chờ đưa xuống cái khoa nặng nhất để người ta cứu, thì trong lòng em mới có giá với Phật mẹ Quan Âm ở bệnh viện đó, đó là cầu cho chỉ cần cứu con sống lại thôi. Con sẽ đi xuống tấp con trai mình cũng như mình con rể, người nhà mình cũng chạy ra mình can. Khi em can á, thì bị bạn của Kim Anh đó là người tài xế, hôm nay Kim Anh mướn xe đi á, là người tài xế đó tên Nghĩa, chạy số xe biển số xe là 71 chiếc Fortuner 7 chỗ 1 trắng, là người đó đánh em. Khi mà đánh em á là em có nói tôi chỉ là người ngoài thôi, tôi chỉ ngoài xuống đây chơi thôi chứ chưa chỉ can thôi nha anh, tôi không biết nha, tôi không, anh không có đánh tôi nha. Người đó mới chửi em đụng mày, mày là con cặc gì tao đánh mày luôn, có đánh em bay văng vô hàng rào. Khi mà em bị đánh xong á, còn chị năm vợ em còn về còn chửi em: "Ê, chuyện của gia đình tao mày mày chen vô làm gì, mày biết gì mà mày chen vô, mà thật sự em đi can cho gia đình người ta vậy mà chị năm của Kim Anh còn chửi em vậy đó. Giờ mấy anh chị kêu có chở em xuống dưới có người đi theo em cũng không dám, tại vì gia đình đó nói chung là rối lắm, bình thường thì không sao, cứ vài ba giọt rượu vô là mạnh ai nấy đánh nhau thôi. Tại vì nếu mà mấy anh ấy thì mấy anh cứ đi xác thực vòng vòng sớm của Kim Anh đi, nào nói chung là không có ai vô gia đình đó. Rồi em chào anh Phú ha. Thì trong cái câu chuyện của chị Kim Anh đó thì anh Phú cũng muốn lên là đính chính thêm một cái số vấn đề mà từ phía chị Kim Anh nói của chúng chị. Thì chị Kim Anh nói là anh Phú là cạo đầu với xăm hình giống như là giang hồ này kia. Thì hôm nay anh Phú cũng muốn để mà đính chính về cái vấn đề đó, thì mời anh Phú chia sẻ. Đấy, xin chào anh chị, xin chào cộng đồng mạng. Hôm nay á, nhờ anh chị đến đây xác thực lại á, là tại sao em cạo đầu và tại sao những hình xăm của em trên hình. Lần cạo đầu đầu tiên của em á là do em lúc đó là em, dạ em có bầu, em không có tiền. Em có mua chiếc xe của em pha đặt em đi làm là 600 ngàn nữa là 24 triệu. Khi vợ vợ về có bầu á, là không có tiền bạc trong người, em mới đi cầm chiếc xe em là 9 triệu. Mà cầm 9 triệu là mỗi tháng đóng 400 ngàn tiền lời. Em mới không có tiền đóng lời, em bỏ 4 tháng em không đóng. Thì Kim Anh hỏi em là: "Anh ơi, chiếc xe không sao, không nghe nói gì hết vậy?" Em mới nói với Kim Anh là chiếc xe của anh giờ 9 triệu bạc, mà tiền lời tháng 400 nữa, mà 4 tháng là không có tiền đóng cho người ta thanh lý rồi, thôi bỏ đi em. Thì Kim Anh mới nói với em á là: "Giờ anh điện người ta đi, nói người ta là trong vòng 2 ngày nữa chuộc." Em mới hỏi Kim Anh là tiền đâu mà điện người ta nói chuộc, tiền lời còn không có đóng làm sao có tiền chuộc, mà em kêu chuộc điện người ta không có chuộc ta chửi chết. Kim Anh mới nói với em á là: "Để em lấy tiền của em ở dưới nhà kêu gửi lên đặng về cho anh chuộc xe." Cái em mới nói Kim Anh á là: hễ em lấy về xin ba mẹ hay anh chị dưới mà hả tiền của em gì đó, hễ em lấy về em chuộc á thì chuộc, thì để xe đó rồi thì cũng em đi ra sau này, coi em cứng thì em cũng đi làm công ty chứ không ai đi, tại vì xe đó anh để dành cho em với mẹ đi chợ đi đồ đi làm đi đồ, còn anh thì đi xe không giấy cũng được. Khi sau nói xong á thì Kim Anh quay qua cười hề hề với em nói vậy nè: "Trời ơi, tao giỡn với mày cho vui chứ làm tiền đâu cho mày chuộc." Là lúc đó là em buồn quá, tại vì vợ mình mà người mình thương mà đi nói với em như vậy á. Và lần đó em có đi cạo đầu một lần, là lần vợ em nó đối xử với em vậy, em rất buồn. Đi cạo đầu đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai em cạo đầu là do ở bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn, Nhi Đồng 2 Sài Gòn, là con em á, là bữa đó nằm bệnh viện được 1 tuần, là vô hai cũng như là truyền thuốc bằng cái máy để ép thuốc vô. Cái máy đó là thuốc chỉ có 1 miếng thuốc thôi, ép ép thuốc là 1 tiếng đồng hồ mới hết được 1 phút thuốc vô đây. Nhưng mà thẳng ra thì mấy cô điều dưỡng đó là quá ẩu, cái máy hư mà đi cứ đi ép thuốc cho con em hoài à, máy nó cứ kêu tiếp 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 hoài à, thuốc nó không vô. Mấy cô điều dưỡng đó mới lấy cái chai nhỏ như xíu như thế này là bơm thẳng thuốc vô đó, đặng truyền xuống cái ống dài cả hai thước làm như mà vô nước biển vậy đó. Mà em thử hỏi cộng đồng mạng với anh chị ở đây á, thuốc mà ép bằng máy 1 tiếng đồng hồ mới hết được, chỉ có 1 phút thuốc là chỉ có như xíu thì thôi, mà truyền kia bằng nước biển giống như ống nước biển. Khi truyền thuốc á, là thuốc vô từ từ, cái tự nhiên cái ống ngưng nó không vô được. Cái em mới kêu điều dưỡng là: "Anh ơi, sao thuốc không vô?" Thì em vừa kêu xong em quay lại là cái thuốc nó chạy vô hết luôn, hết cái lọ đó vô con em luôn, là con em nó ngã ra nó chết, nó giải nó chết, nó giải nó chết mà nó xanh mặt, nó mặt mày nó xanh lè à.
mới em mới mẹ em kêu đem đi liền, kêu bác sĩ đi, kêu bác sĩ liền. Thì cái anh điều dưỡng đó anh mới chặn lại, anh không cho đi. Anh nói là do em bé khóc quá tím tái thôi chứ không có gì á, để đó đi con làm được. Thì em mới nói là anh nghĩ sao vậy, con tôi tím tái vậy mà anh nói khóc, con tôi chưa hề khóc. Mẹ em mới giật dây đó, giật ống là chạy lên bác sĩ. Khi lên bác sĩ thì con em nó ngưng thở rồi. Mới vô bác sĩ ở đó sơ cứu lấy máu lấy đồ là con em không, nó là cũng như là lúc đó là nhờ bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện, là ở khoa mà hồi sức tích cực cấp cứu nặng nhất ở bệnh viện Sài Gòn á, bệnh viện Đồng Nai á, là lên thông cái ống vô phổi đặng cầm cái bong bóng mà bớt đặng cho bác sĩ hồi sức con em lại, đặng cứu con em. Thì vô đó là tại vì họ không phải vô phòng cấp cứu mà là chạy vô cái phòng mà lớn đặng sơ cứu, nhiều bác sĩ y tá sơ cứu thôi, em mới chạy vô con em á. Là lúc đó là em cũng muốn rơi nước mắt tại vì con em mình chết rồi, nhưng mà tại vì mình phải gồng lại rằng mình không có làm loạn lên được, mình làm loạn thì bác sĩ sao cứu con mình. Em mới vô kêu con em là Bánh Cam ơi, Bánh Cam cha nè, dậy đi con cha nè. Thì lúc đó con em á nó trợn mắt lên nó nhìn em, thì em mới cầm cái tay con em dậy, cầm vô dậy đây là ba nè cầm tay con đi ba, cầm tay ba đi con. Thì con em nó mới cầm, nó cầm được vậy cái xong hồi nó em sửa lại cho cầm ngay lại, cái hồi con em chỉ nắm một ngón tay mà nắm lại như vậy nè. Rồi cái em mới nói Bánh Cam ơi, ba nè con biết ba không, mở mắt cho ba đi. Thì con em nó mới buông tay từ từ ra, và lúc đó nó không biết gì hết, và lúc đó là nó chết rồi đó. Mà nhưng mà tại vì bóp bong bóng đặng chờ đưa xuống cái khoa nặng nhất để người ta cứu, thì trong lòng em mới có giá với Phật Mẹ Quan Âm ở bệnh viện đó, đó là cầu cho chỉ cần cứu con sống lại thôi, con sẽ đi xuống tắp con ăn chay. Là một tháng con ăn chay là ngày 15, ngày 30 mùng 1 con ăn tới suốt đời, chừng nào con chết thôi. Khi mà người ta đưa con em đi xuống phòng hồi sức tích cực cấp cứu nặng nhất ở bệnh viện Nhi Đồng 2 Sài Gòn á, là tới khuya lại bác sĩ kêu vô nói với em vậy nè. Tại vì lúc đó là hồi sức sơ cứu ở trên là tới 6 giờ tối rồi mới chuyển con em xuống là phòng hồi sức tích cực nặng nhất ở bệnh viện Nhi Đồng 2 Sài Gòn. Đem vô đâu được mấy tiếng là cũng nói khuya thì không phải là khuya, chắc đó thì cũng 10 giờ 11 giờ rồi. Bác sĩ mới kêu hỏi ai là gia đình của bé Lê Trịnh Tường Quy. Thì em và mẹ em mới chạy vô. Thì bác sĩ có nói với em giờ như vậy: con anh bây giờ là như một chiến hàng lớn, cần cũng như là cần vô máu, mà là vô máu là như một chiến hàng quá lớn, là cần phải vô chạy nhiều chiếc xe tải để chở mới đủ chiến hàng đó. Là cũng như nói, bác sĩ nói là phải cần vô nhiều ít máu để con em mới cứu con em lại được. Thì em nói là con giờ không biết sao, bác sĩ ơi, thì bác sĩ cứ cứu hết sức cho con của con đi. Thì bác sĩ mới cứu là tới 10 giờ bữa sau là bên khoa dinh dưỡng mới điện là phải là cứu cha của Tường Quy không, đem sữa xuống đặng khoa dinh dưỡng quậy sữa đặng bơm cho bé, bé tỉnh rồi. Rồi lúc đó là con em nó mới tỉnh á, là em có đem sữa xuống cho Tường quậy. Khi mò người ta nói là đem sữa đi rồi cho uống xong rồi 1 giờ rưỡi là có lịch vô thăm nuôi, cũng như là vô thăm rồi nuôi rồi bơm sữa bơm đồ á. Là khi đó là dì Sáu em vô trước thăm, xong rồi cho chị Năm của vợ của Kim Anh á vô thăm. Xong rồi bác sĩ nói là gia đình của bé Vi á, hồi là khoa hoa phòng bác sĩ nói chuyện. Thì lúc đó bác sĩ kêu là gia đình chuẩn bị đồ đạc lên nha, đem bé lên khoa lại. Và lúc đó con em thực sự là đã trở về lại sự sống. Là lúc đó em đi tìm điểm hớt tóc, nhưng mà ở đất quận nhất em không biết tìm hớt tóc đâu, tại vì lúc đó không tìm. Tiệm hớt tóc tiệm lớn mà tiệm hớt máy lạnh, nhưng mà vô mình biết người ta hớt mình ăn nhiêu, tại vì mình tiền mình trong túi mình đâu có. Em mới đi vòng vòng đó em hỏi người ta nói là ở cái lề đường đó có một chú ông hớt, con đi kiếm có không. Thì em mới đi vòng kiếm tới cả 4 giờ chiều mà không thấy. Qua sáng hôm sau em lại đi kiếm nữa, mà đi kiếm cùng với Kim Anh luôn, là kiếm được cái tiệm hớt tóc đó. Là em vô em nhờ chú đó xuống tóc cho em, chú ăn em 50 ngàn, có Kim Anh ngồi kế bên chờ em xuống tóc. Đó là hai lần xuống tóc của em, chứ em không hề cạo đầu để mà hổ báo. Còn về những hình xăm của em á, Phan, cho em cắt lời là cái lúc đó là cái thời gian đó là Kim Anh vẫn ở đó trực chiến với anh luôn. Dạ, khi đó là tại vì nhà có một đứa con, một đứa cháu thôi,
mà lúc đó là công việc làm là hai mẹ con đi phụ hồ để lượm cho cha em. Rồi con em vậy thì em với vợ với mẹ là ba người gom lên đó luôn đặng lo, tại vì mẹ em á thì nói ra mẹ em thì con em không ai giữ được á, chỉ có mẹ ẩm thôi. Mẹ ẩm cho con em cũng là vô thuốc bơm thuốc, còn vợ em là cũng như là chạy tới chạy lui quậy sữa đồ phụ mẹ, còn em thì chạy tới chạy lui là bác sĩ kêu đóng tiền này kia tiền nọ là em nói chung là trong cái thời gian đó giống như là ngàn cân treo sợi tóc đó ha, là mình cũng cầu nguyện là cho con mình được tỉnh lại là mình đi xuống tóc. Mà trong cái clip chị Kim Anh nói là trong cái thời gian đó thì anh lúc nào anh cũng cười giống như là anh mừng hay sao, cả gia đình chị Kim Anh nói là anh cười. Dạ em xin tính chính với anh chị cộng đồng mạng là lúc đó em không có cười. Là lúc đó con em mà đã khi mà nó bị sốc thuốc rồi em cũng không chưa điện kịp điện ai nữa, lúc đó em run không à. Em không điện ai được gia đình hết. Tới chừng con em đưa xuống phòng hồi sức á, bà dì em mới điện Phú ơi bánh cam sao rồi mày không điện cho tao hay. Cái lúc đó em bật khóc nói gì Sáu ơi con không chết rồi. Giờ đây người ta đang cấp cứu. Thì dì Sáu với dượng Sáu mới chạy, lúc đó ở dưới quê dưới Đồng Nai dì Sáu không có tiền. Chạy ra nhà bà chị, điện bà chị là con của dì em, nói là Trinh ơi con bánh cam nó chết rồi con ơi. Chị em cũng khóc, điện lên em hỏi tại sao bánh cam vậy mà mày không điện tao. Em mới nói là trời ơi chị nghĩ đi, em giờ em lo đó, em không biết em là ai nữa, đừng nói em điện cho chị hay dì Sáu hay. Thì dì Sáu với dượng Sáu có ra bà chị đưa tiền lên đó, là chạy đi đổ xăng lên đặng, cũng như là ở bệnh viện đặng phụ gia đình em đó, tại vì có em với mẹ không à, với vợ em là lúc đó là ba người là không, con nói chung là không còn tâm trí gì nữa hết á. Rồi xong dì Sáu dưỡng Sáu mới lên, xong rồi vợ em mới cầm điện thoại điện cho gia đình của bên vợ em là Kim Anh á, điện lên thì bên đó có lên là chị Năm của Kim Anh và em và người em út và chồng kết nối sau của chị Năm là người chồng sau chở lên. Khi mà lên đó là bên gia đình bên đó lên đó là vợ em ra đón em, là nói chung lúc đó em là như người điên vậy đó. Em ngồi có một chỗ à, em ngồi ở trước cửa phòng hồi sức đó, em ngồi ở chỗ đó em chờ coi bác sĩ kêu để coi em biết tình trạng con em sao, chứ em không hề cười đùa giỡn hay là cái gì hết. Chị Năm của Kim Anh nói hoàn toàn sai sự thật, cái đó là chị đó cũng như là chị nói những lời mà vu khống quá. Rồi thì tiếp theo cái vấn đề thành xăm là anh chia sẻ tiếp đi. Em xin chia sẻ với cộng đồng mạng á, là với anh chị ở đây là những hình xăm của em á, là ở trên bắp tay của em ở đây là có hình xăm là bà mẹ bồng đứa con, bà mẹ bồng con và một đố hoa sen. Là em xăm ở dưới Sóc Trăng, ở kế sách Sóc Trăng, là lúc đó là em với mẹ em á, là hai mẹ con là đi mở quán cháo lòng ở dưới Sóc Trăng á, là cũng như là nghèo quá tha phương cầu thực. Là cái hình xăm này là mẹ em đã nuôi em, là cha mẹ em thôi rồi mẹ em nuôi em tới lớn, nên đây là tượng cũng như là tượng trưng là bà mẹ ẵm đứa con là những hai mẹ con em. Và cái đó sen đó là cái người thợ xăm đó là cũng như là thay thế chữ hiếu, là đây là hình xăm bà mẹ đứa con ngồi trên tòa sen là mình để tưởng nhớ cái công mẹ mình ha. Dạ đúng rồi. Còn cái hình xăm cái dòng chữ là dù cho sông cạn đá mòn, một ngày còn mẹ con còn tương lai, là em xăm ở tại Đồng Nai ngày 30/4/1/5. Là lúc đó em đi làm ở Thủ Đức, là mấy người bạn á hỏi ủa anh Phú, anh thương mẹ anh vậy à, anh đi xăm mình ở đây, xăm cái dòng thơ đó lên á có ý nghĩa đó anh Phú. Là em mới về em lục cái dòng thơ em coi, em mới thấy là giờ có hai mẹ con thôi, mình tương lai của mình là chỉ giờ chỉ trông chờ nhau mẹ ha, tự mình phấn đấu thôi, nên em mới xăm là cái hai dòng chữ này. Là cũng như là khi nào một ngày nào em còn mẹ là tương lai em vẫn còn. Đúng rồi. Còn cái hình xăm thứ ba là cái hình xăm trên ngực. Hình xăm trên ngực là hình xăm của con Kỳ Lân. Tại vì hồi ở dưới Sóc Trăng á, cũng như là lúc đó em mới có 20 tuổi thôi, em thương một người con gái ở Sóc Trăng á, người đó tên Nguyễn Thị Kim Tiền. Em có xin xăm tên người đó ở đây là tại vì hai đứa không có đến được với nhau, tại gia đình bên đó là chê gia đình em nghèo, hai đứa không có đến được với nhau. Em có bồng bột của em đi xăm là tên người ấy với ngày tháng năm sinh. Khi mà em quen Kim Anh là em xăm bữa mùng 1 Tết là em xăm cái hình bự này đặng che cái dòng cái tên người yêu cũ, đặng là em
tại vì mình thương người ta, mình sắp cưới mà sợ vợ mình sợ sắp cưới mình nó buồn, em mới đi xăm che lại. Đặng khi mà ví dụ mà em có phải trần ngồi với vợ em nói chuyện thì vợ em nó sẽ không thấy cái tên người cũ ở đây. Chứ em thật sự anh chị với cộng đồng mạng là em không hề hổ báo hay là không hề giang hồ lung manh gì cả. Mỗi cái hình xăm nó đều có cái ý nghĩa ở trong đó hết anh Phú ha. Thì anh Phú anh chia sẻ như vậy thì cũng rất là mong những cô chú anh chị trên cộng đồng mạng á, khi mà nghe được cái câu chuyện của chị Kim Anh á thì cũng nghe về một phía của anh Phú nữa để hiểu hơn. Tại vì sau khi mà cái video của chị Kim Anh đăng tải lên thì cũng khi anh Phú chia sẻ thì cũng có rất là nhiều những anh chị ở trên Đồng Nai này cũng săn lùng để mà tìm anh Phú để mà nói chung là dạy dỗ này kia. Nhưng mà sau khi mà nghe được cái câu chuyện của anh Phú mà chia sẻ lên thì cũng mong rằng tất cả những cô chú anh chị của mình hãy suy nghĩ và hiểu cho Phú nhiều hơn. Tại vì Phú cũng mục đích là cũng chỉ đi làm kiếm tiền để mà phụng dưỡng mẹ già thôi. Còn về phía chị Kim Anh khi mà đăng tải những video lên chắc hẳn là cái chuyện vợ chồng chắc hẳn cũng không có tiếp diễn được nữa ha Phú. Dạ, vậy với em xin cộng đồng mạng là em chia sẻ thêm một phần nữa. Đó là phần lý do tại sao mà bên hiệp sĩ Bình Dương nói mẹ em, mặt mẹ em là tàn ác, vu côn, ác quỷ. Em xin đính chính lại là mẹ em cạo đầu, cũng một lần là mẹ em cạo đầu. Do lúc đó là vợ em đi sanh. Cái ngày mà vợ em đau bụng là sáng hôm đó em tự vợ em đã có bầu rồi, gần đẻ rồi em đau, khi mà vợ em bị nhiễm bệnh mà tới ngày tháng lấy thuốc mà cũng là ngày sắp sanh, nên tự em mượn xe ông cậu em đi lên Sài Gòn lấy thuốc. Khi em vừa lên tới Sài Gòn em ngồi em vô uống ly cà phê thì mẹ em có điện lên: trời ơi Phú ơi, mày quay về liền, con không có đẻ, nó đau bụng rồi. Thì em mới nói: mẹ ơi giờ con chạy về không kịp đâu, thôi để con lấy thuốc cho vợ con đi rồi con chạy về. Thì em có vô bệnh viện em lấy thuốc, lấy sao em mới nhờ mấy cái anh mà vô trước á: mấy anh ơi, vợ em đẻ rồi, vợ em giờ nó đau bụng ở dưới quê nó đẻ, mấy anh thông cảm nhường cho em lấy cho vợ em trước đi rồi để về em lo cho vợ em đẻ. Thì khi mà chạy về tới là tìm nhà không có tiền bạc hết á, mẹ em mới vái trời á, là cầu trời cho chị em này kia cái nọ có tiền giúp đỡ và có tiền xây sở đặng lo cho Kim Anh đẻ con ra đàng hoàng, cho Kim Anh đẻ mổ hay là đẻ sanh gì đó ra đàng hoàng cho Kim Anh không bệnh tật và giữ được mẹ và con. Nói chung là để cầu để mẹ tròn con vuông. Đúng rồi, để cầu cho mẹ tròn con vuông. Khi mà xuất viện về là mẹ sẽ cạo đầu để trả lễ. Thì khi mà vợ em xuất viện về, đẻ xong xuất viện về thì mẹ em có đi cạo đầu. Hiện bây giờ là tóc mẹ ra chưa có được dài. Thì nhờ ta một người cạo đầu mà khi mà nó mới ra tóc lõm chõm á thì cộng đồng mạng nhìn vô sẽ nhìn thấy phản cảm lắm. Chứ mẹ em không hề hổ báo hay là ác quỷ như những gì mà Kim Anh mà cầu cứu hiệp sĩ mà đăng lên như vậy. Thì nói chung là vừa qua thì anh Phú cũng đã bày tỏ hết những cái tâm tư nguyện vọng của mình. Thì nếu mà theo anh Phú nghĩ á, nếu mà chị Kim Anh mà sau này mà có hối hận này kia đó, có về xin Phú hay là mẹ tha lỗi rồi quay về thì Phú có cho quay về không? Dạ, cái này nói ra thì Kim Anh có buồn thì buồn là chuyện của Kim Anh thôi. Tại vì Kim Anh có quá nhiều tội lỗi vu khống cho gia đình, cho gia đình của em mà, cho em, cho mẹ em, cho dì em nữa. Vu khống quá nhiều rồi. Giờ nói chung là tội lỗi của Kim Anh theo như em là em còn không thể chấp nhận được nữa. Chỉ nếu như một ngày nào đó Kim Anh có hối hận đi, có điện thoại hay lên năn nỉ em quay lại đi nữa thì em cũng sẽ không bao giờ đồng ý quay lại. Em sẽ chỉ đồng ý cho Kim Anh lên thăm con thôi. Và khi nào con em lớn á là em sẽ cho nguyện vọng của con em là theo mẹ hay theo cha, lúc đó là tùy con em chọn. Còn việc mà nói lại với Kim Anh là em sẽ không bao giờ nói lại. Còn em xin nói một lần nữa là ví dụ mà tòa án mà Kim Anh có đâm đơn ly hôn, tòa án chưa bao giờ điện em, cũng chưa bao giờ gửi thư mời cho em. Nếu mà tòa án sẽ gửi, hình như em theo em hiểu á, là sẽ gửi được mà gửi thư mời 3 lần. Lần 1 là giải hòa, lần sau là ra tòa đặng xử gì đó, rồi lần tới nữa là xé giấy. Nếu mà tòa điện em lần đầu để em giải hòa, em sẽ nghe máy. Em nói trả lời thẳng với tòa là em không cần giải hòa. Em muốn ra thẳng đặng xé đơn ly dị luôn. Không có nói ra là Kim Anh là không có gì để giảng hòa với em ấy.
tội lỗi gây ra quá nhiều rồi, em không muốn giảng hòa, em muốn ra tới pháp luật rằng đúng phơi bày đúng sự thật và em không muốn tiếp tục với cô gái đó nữa. Lúc mà cái giai đoạn ban đầu mà em mà hay tin bác sĩ có báo là nói là chị Kim Anh bị nhiễm HIV á, là lúc đó là chị Kim Anh có nói gì không? Dạ không. Có xin lỗi Phú gì không? Dạ, Kim Anh không có nói gì hết, nhưng mà tối Kim Anh có nằm ôm em, anh ơi có chuyện lỡ rồi thôi nha anh, em xin lỗi anh nha heo. Thì Kim Anh chỉ nói một câu như vậy thôi, chứ Kim Anh không có nói gì hết. Nói chung là cái câu chuyện mà của chị Kim Anh á là bị nhiễm bệnh từ trước á, nhưng mà không nói với Phú á, là cái đó là một cái lỗi không thể nào tha thứ được. Nó cái căn bệnh đó là nói chung là nó cho dù uống thuốc hay không uống thuốc, nhưng mà cái khả năng lây lan nó còn rất là cao đó. Nhưng mà không có nói rõ với Phú, rồi sau này thì mới Phú mới biết. Dạ, khi mà Kim Anh không nói, lúc đầu Kim Anh không nói cho em biết, nhưng mà lúc sau em phát hiện được rồi á, và trong lòng em cảm thấy nó buồn lắm. Nhưng mà giờ buồn thì buồn, giờ cũng làm sao, giờ mình đã thương như vậy rồi mà Kim Anh cũng đã có bầu con mình như vậy rồi thì thôi, cứ thôi để đi, cứ ví dụ vợ em thì uống thuốc như vậy, còn em thì lên xét nghiệm mà cứ uống thuốc phòng thôi. Khi nào lỡ như mình bệnh thì cứ lỡ mà xui rủi mà trời không thương mình cho mình bệnh như vợ mình thì mình chấp nhận. Tại vì lúc đó mình thương vợ mình, thương con mình thì mình phải chấp nhận thôi. Chứ lúc đó thì em đã chấp nhận nha, còn hiện tại bây giờ Kim Anh đã đăng lên những clip như vậy là em không còn chấp nhận được cái thái độ đó nữa. Mình cảm thấy hận hơn. Dạ đúng rồi, cảm thấy hận hơn nha, cảm thấy hận rất nhiều. Mà lúc trước là Phú, mà trước khi mà quen với chị Kim Anh mà về ở chung luôn á, à, trong cái giai đoạn quen đó là Phú có nói rõ là cái hoàn cảnh của Phú với mẹ của Phú không? Dạ, trước khi tìm hiểu em có nói là với Kim Anh á, là hiện tại bây giờ anh đang thất nghiệp, anh ở nhà. À, không phải ở nhà mà là ở nhà trọ của ông chú này, ổng có nuôi gà nhiều lắm, anh đi tới đi lui cho ăn giùm ổng, rồi ổng có chạy xe là nhận chở thuê cũng như là ráp nhạc rồi chở này chở kia, là em đi theo em bốc vác bốc xếp cho ổng, ổng kêu thì đi theo phụ, còn nếu mà ông chú không kêu là ở nhà cũng như là gà con gà này là đem rải lúa đổ nước đồ cho gà uống, là chú về chú cho tiền. Ví dụ là từng hai tuần về chú cho 500 triệu gì đó, là cũng như là công mình nuôi gia súc cho ổng, rồi cũng như là mỗi lần mà chú đi ráp nhạc á là em đi theo. Dạ. Em kéo đồ cái này cái kia phụ, là chú về chú cũng cho tiền. Em có kể Kim Anh là thẳng như vậy, Kim Anh vẫn đồng ý. Kim Anh nói là việc làm mà hiện tại bây giờ mình chưa có, thì từ từ mình kiếm mình cũng sẽ có, sẽ có việc làm ổn định. Chứ em không hề giả tạo, em không hề nói dối Kim Anh bất cứ điều gì. Kim Anh biết rất rõ, trước khi quen em đã kể hết cho Kim Anh nghe, Kim Anh đã lên thăm em này kia kia nọ, Kim Anh biết rất rõ về gia đình em và cuộc sống của gia đình em, chứ không phải như những lời Kim Anh nói. Thì có Kim Anh là giấu về cái quá khứ cũng như là căn bệnh của Kim Anh thôi. Căn bệnh của Kim Anh thì Kim Anh giấu, nhưng người chồng của Kim Anh thì Kim Anh nói với em là có lấy người chồng đó, là hai người làm trong gì ngồi văn phòng thiết kế đồ họa. Là thật sự ra là khi mà người vợ em đi đẻ là chị ba lên, chị ba nói mẹ ra hồi đó vợ nó theo thằng đó chứ văn phòng văn gì, công nhân nó còn không làm được nghĩ sao văn phòng. Là lúc đó là mới tá quả ra là thấy là Kim Anh nói dối nhiều sự thật. Nói chung là lừa gạt Phú và lừa gạt nguyên cả gia đình chồng trong một khoảng thời gian dài luôn. Thì nói chung là vừa qua thì nói chung Phú cũng đã bày tỏ hết tâm tư nguyện vọng của mình rồi, thì cái câu chuyện này chắc hẳn là sẽ đưa ra pháp luật thôi, để mà cho ba mặt một lời thì sẽ giải quyết quyền nuôi con sẽ thuộc về ai. Thì cô chú anh chị mình hãy đợi ở những video sau bên em chia sẻ lên. Còn hiện nay thì cái cuộc hôn nhân của Phú và Kim Anh là chắc hẳn là bên phía gia đình của Phú thì cũng không chấp nhận người con dâu này nữa rồi. Thì nói chung là cô chú anh chị mình khi mà nghe được cái câu chuyện này thì cũng hiểu cho Phú, nói chung là cũng đừng có đi tìm Phú nữa để mà hỏi thăm sức khỏe Phú nữa ha. Thì mấy anh em cũng rất là mong cái điều đó, để cho Phú có một công việc mới để đi làm, để mà hiện nay là còn con còn mẹ, để mà phụng dưỡng cho mẹ cũng như là lo cho đứa con của mình đó. Thôi mấy anh em cũng xin chúc cho tất cả cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe ha. Nếu mà cô chú anh chị mình mà có yêu thương giống như là đứa bé, có muốn giúp đỡ sửa tả này kia cho bé thì hãy liên hệ với anh em để mà có một phần gì đó để mà giúp cho bé thôi. Về hiện nay là bé thì cũng không có được ở bên mẹ, với lại hoàn cảnh của Phú với mẹ của Phú thì hiện nay cũng rất là khó khăn.
Thì nếu mà cô chú chị nào mà xem được cái video này á, mà có đồng cảm, có yêu thương, có duyên với bé Cam thì hãy giúp đỡ sửa tả để mà giúp cho bé vượt qua cái giai đoạn mà khó khăn này, để mà cho bé mau ăn chóng lớn nha. Rồi bye bye tất cả mọi người nha cô chú chị.